chào bạn, mình là Thảo Linh, sinh viên năm 3 ngành thương mại điện tử. Mình là Sĩ Đăng, là sinh viên năm 3 của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Mình là Ý Nhi, sinh viên năm 3 của trường Đại học Kỹ thuật luôn. Mình là Ngọc Hà, mình cũng là sinh viên năm 3 của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Ngày hội việc làm năm 2024 mình nghĩ là một cái cơ hội rất là ý nghĩa để kết nối các bạn sinh viên với lại doanh nghiệp, có thể tìm kiếm được các cái ứng viên tài năng phù hợp với lại công ty của mình ạ. Số lượng nhân hàng rất là đông, không khí rất là vui và năng động và quy mô khá là hoành tráng, sự chuẩn bị khá là chỉnh chu, đón tiếp nồng nhiệt từ phía nhà trường. Và đặc biệt là các bạn bên phía ban tổ chức cũng đã xuất hiện từ rất sớm để có thể hỗ trợ tụi chị từ cơ sở vật chất cho đến việc hỗ trợ các bạn sinh viên trong quầy của tụi chị nữa. Và các công ty cũng mang đến nhiều phần quà thú vị trong cái ngày hội hôm nay. Được cái sự kết nối tốt và cũng là một cái nguồn để tụi chị có thể hỗ trợ cho tụi chị trong cái quá trình tuyển dụng và được các bạn biết nhiều hơn trong tương lai. Cũng là cái mà chị ấn tượng nhất từ đầu đến giờ, chị luôn luôn nói đó chính là cái sự nhiệt huyết, ham học hỏi, không ngại trao đổi và cởi mở với nhà tuyển dụng từ phía các bạn sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật ha. Thì chị nhận thấy là các bạn không chỉ vững về cái tay nghề kỹ thuật chuyên môn mà các bạn còn có một cái mindset rất là open, cởi mở và rất là không ngại khó. Mình mong muốn mức lương ra trường sẽ là 12 đến 17 triệu. Là khoảng 2.000 đô. Mình muốn có một công việc trong sàn thương mại điện tử, đặc biệt là bên vận hành và quản lý tất cả các đơn hàng. Mình mong muốn có một công việc thực tập có lương. Tuy nhiên ngoài cái phần kiến thức đó ra thì chị nghĩ là những cái trải nghiệm ngoài việc học của các bạn để các bạn phát triển những cái kỹ năng liên quan, ví dụ như là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày vấn đề, kỹ năng trình bày phản biện, nghĩa là cái nền tảng kỹ năng sẽ rất hỗ trợ rất là nhiều cho các bạn trong quá trình mà các bạn bắt đầu đi làm, cũng giống như là hòa nhập tốt với lại cái môi trường làm việc chuyên nghiệp về sau này. Các bạn sinh viên hãy tự tin và cứ là chính mình, mình sẽ có thể là va chạm học hỏi nhiều hơn và tận dụng cái cơ hội chương trình việc làm này để có thể là mở ra cho mình một cánh cửa mới trong sự nghiệp của mình. Thái độ của các bạn quyết định tất cả các con đường của bạn đi tới trong tương lai. Chị chúc cho chương trình ngày hội việc làm sẽ ngày càng thành công hơn nữa và chúc cho nhà trường sẽ luôn luôn có thể tạo thêm được nhiều chương trình hỗ trợ kết nối giữa doanh nghiệp và sinh viên để có thể tạo cơ hội cho các bạn sinh viên hơn nữa. Các bạn, các thầy cô cũng sẽ kết nối được đúng với lại cái cơ hội việc làm cho hiện tại và cho tương lai ở các doanh nghiệp hiện tại. Và cũng hy vọng là năm sau mình cũng sẽ có những cái đợt là ngày hội việc làm cũng tương tự như vậy nữa. Quan một vòng các gian hàng thì mình ấn tượng nhất với lại Masan, thì ở đó có các anh chị tổ chức mini game và rất là nhiều phần quà hấp dẫn dành cho tất cả các bạn sinh viên, nên là mình rất thích. Mình thì thích Thiên Long ở đây, cũng rất nhiều quà. Nhà trường sẽ tận dụng tối đa cái hiệu quả của trang Career Hub, một cái chuyên trang tìm việc tuyển dụng của nhà trường, tận dụng tối đa những cái công cụ, dụng cụ mà qua cái quá trình phát triển phòng quan hệ doanh nghiệp 10 năm nay giúp cho các bạn sinh viên tìm kiếm được một cái vị trí việc làm phù hợp với năng lực khả năng của mình. Mà cái giá trị đặc biệt nữa của chương trình chúng tôi mang lại trong năm 2024 đó là cái chuỗi các hoạt động trước cái ngày on-site này, hoạt động mà đồng hành của nhà trường, đồng hành của chương trình ngày hội việc làm bắt đầu từ tháng 3 với những cái chương trình là Coffee Career Talk, rồi chương trình về coaching, rồi chương trình về tư vấn online, hiring, nhân dân cũng đã tạo ra một cái sức lan tỏa rất là lớn.